bốn loại nước này mà uống vào trời nắng nóng thì vừa bổ thận vừa dưỡng gan lại kiểm soát đường huyết vô cùng hiệu quả. Thứ nhất, loại nước này chứa ít calo, giàu khoáng chất, giàu chất điện giải như là kali, canxi, mangan, chống oxy hóa, giàu axit amin vừa bù nước này, thanh nhiệt này, nạp lại năng lượng và kiểm soát lượng đường ở trong máu, làm tăng độ nhạy của insulin. Uống loại nước này sẽ có lợi cho tim mạch, giảm cholesterol, kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp cực kỳ hiệu quả, ngăn ngừa đào thải sỏi thận và cung cấp vitamin chống oxy hóa cho làn da. Đó chính là nước dừa. Thứ hai thì có vị đắng, tính mát, vừa thanh nhiệt, giải độc, mát gan, nhuận tràng, thông tiện, nói chung là tốt cho tiêu hóa. Tuy ít calo nhưng rau chất chống oxy hóa sẽ cân bằng điện giải này. Uống loại nước ép này sẽ giảm lượng đường ở trong máu những ai mà bị tiểu đường type 2 nha, cải thiện đường huyết, axit béo ở trong máu và đặc biệt cực kỳ tốt cho những người bị tiểu đường, đó chính là nước ép lô hội. Loại nước thứ ba thì thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm, có vị chua nhưng lại cực kỳ mát. Mà mùa hè này nhá, chứa đến 31 vitamin, mùa hè này uống thì quá tuyệt vời, tăng sức đề kháng hệ miễn dịch cơ thể của mình. Một cốc này chứa đến 31mg vitamin C, cung cấp cho mình một cơ thể cái lượng vitamin nó cần thiết hàng ngày, nâng cao cái hệ miễn dịch của mình, giúp cho da của mình khỏe hơn, đẹp hơn. Uống nước này nhá, cải thiện sức khỏe của thận này. Những ai mà kiểu mắc sỏi thận giống như kiểu là sỏi canxi ấy, thì uống loại nước này giúp ức chế sự phát triển, sự kết tụ của các tinh thể sỏi ở trong thận. Đó chính là nước chanh.